Ok, chào tất cả các bạn quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái series của Brilliant Style anh em nhé. Một cái series mà mình cực kỳ yêu thích anh em ạ. Nói chung là cái series này mình gặp rất là nhiều may mắn. Nếu như các bạn có xem kênh của mình thường xuyên thì các bạn có sẽ thấy là tất cả những cái video về Brilliant Star mình mở được ra thì rất là nhiều hit anh em ạ, rất là nhiều hit. Thế nhưng mà cho đến thời điểm hiện tại thì vẫn chưa mở được ra cái lá bài Charizard Rainbow Rare anh em ạ, Hyper Rare. Cái đấy mình vẫn chưa mở được ra. Alternate Art V mình đã mở được ra rồi. Alternate Art V thì trước đó là nó không có giá trị cao bằng Hyper Rare đâu anh em nhé. Thế nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì Alternate Art V đã có giá trị cao hơn cả con Hyper Rare. Thế nhưng mà trong video ngày hôm nay thì mình muốn là kết thúc cái series này nó tuyệt vời nhất, có nghĩa là mở được ra cái lá Charizard Hyper Rare. Chỉ còn mỗi lá đấy là mình chưa mở được ra thôi anh em ạ. Đây như anh em thấy đây. Trước đó thì mình toàn mở là booster box set anh em ạ. Chưa bao giờ mình mở cái booster pack mà sleeve như thế này, được bọc như thế này cả. Thì thấy mọi người bảo là nếu như mà mở những cái booster pack kiểu này này thì cái tỷ lệ sẽ ra hit nó cao hơn. Thì hôm nay thì cũng sẽ thử anh em ạ. Thử nguyên một case. Ở đây là tầm khoảng hình như là 144 pack thì phải. Xin lỗi anh em nha, mình vẫn đang còn ốm. Ở đây hình như còn 144 pack thì phải. Thì chúng ta sẽ hy vọng anh em nhá, hy vọng là ra được nhiều Charizard nhất có thể, và chủ yếu là ra được cái con Charizard Rainbow Rare. Mình muốn kết thúc cái series này nó tuyệt vời nhất có thể anh em ạ. Đây là một case của cái booster pack sleeve kiểu này. Chúng ta sẽ có một cái trải nghiệm mới anh em nhá. Còn bây giờ thì let's go, bắt đầu thôi anh em ạ, bắt đầu. Quá là đẹp luôn anh em. Thêm một cái vấn đề nữa là tất cả những cái thẻ bài mà mình mở được ra trong video ngày hôm nay thì mình sẽ up lên shop của mình. Link shop của mình các bạn có thể tìm thấy trong mô tả video ngày hôm nay anh em nhé. Các bạn ấn vào mô tả video. Sau khi đó thì ấn vào cái link website cũng như là cái link ở trên Shopee mình có. Tất cả là mình up hết lên này anh em ạ. Ok, pack đầu tiên này. Corphish này. Magmar này. Spirit Bomb này. Burmy này. Impidium. Flareon. Ok. Hit bé đầu tiên anh em ạ. Một con Flareon. Cực kỳ có giá, phải nói là cực kỳ có giá. Những cái thẻ trainer Pokemon kiểu như này này mình cũng cực kỳ rất là thích. Ok, hôm nay chắc là sẽ có rất là nhiều hit, thế nên là mình sẽ bố trí để làm sao cho nó hợp lý anh em. Tiếp nào, chúng ta sẽ xem thực tế xem có đúng là cái hit nó nhiều hơn cái booster pack bình thường không anh em nhé. Nó có giá trị cao hơn thì chắc là phải nhiều hơn thôi anh em ạ, nó phải có một cái lý do nào đó đúng không? Link này, Tada này, Cup Chudusku, Farfetch này, Clefairy này, Whimsicott V. Ok, nãy giờ khá là phê đấy anh em. Nói chung là mở hai pack được hai hit. Nếu như mà cái kết của video ngày hôm nay nó đẹp anh em, có nghĩa là cái tỷ lệ nó ngon lành thì có lẽ sau này là mình sẽ chuyển sang mở cái booster pack kiểu này anh em ạ, chứ không mở booster box nữa. Booster box có lúc mở thì thăng hoa, có lúc thì nó xuống quá anh em ạ, gọi là xuống chó anh em. Castform, Trock này, Shroomish này, Piplup này, Turlipat này, Breloom này. Brilliant Star, một cái series mà mình rất là yêu thích anh em ạ, rất là yêu thích. Nhưng mà không hiểu sao cái con Charizard Rainbow Rare của cái series này nó tụt giá kinh quá. Charizard Vista anh em. Sneasel nó còn hình như là còn có 3 triệu thôi. Duskull này, Magma này, Spirit Bomb này, Temgeo Chira, Dusknoi. Dusknoi. Ok, bây giờ mình sẽ rút trên này nha anh em nhá. Chúng ta sẽ rút dần, nói chung là sẽ rất là nhiều. Ta sẽ cùng nhau mở. Mở cho đến khi đến khi nào ra thì thôi anh em ạ, ra thì chúng ta sẽ kết thúc video anh em nhá. Sneasel. Còn không ra thì coi như là Burmy này. Coi như là chúng ta sẽ không có duyên, nói chung là không có duyên. Sẽ mua thẳng luôn cho nó xong anh em ạ. Mua thẳng luôn cho nó xong này. Brilliant Star.
chim chocolate, chim chart, miming của bao tôi này. Ok, mấy cái pack phía sau là có vẻ là chưa thấy hit đâu cả anh em ạ. Chúng ta mới được còn Flareon này, Vim Seacoast này. Về giá thì khỏi phải check anh em nhé. Nói chung là mấy cái video trước mình nói quá nhiều về giá rồi. Video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ mang tính chất là săn lùng, bỏ qua giá cả đi, nó đau đầu lắm anh em ạ. Bintrof này, Electabuzz này, toàn là lỗ thôi, lấy đâu giảm lãi. Clefairy và Golurk. Golurk. Impidimp, Staryu, Riolu, Starly, Meltzeri, Urshifu VMAX và Grimmsnarl. Ok, chúng ta có một là gọi là cái gì nhỉ? Gold Secret đúng không anh em? Deck biết nó gọi là cái gì mình quên mất rồi anh em ạ. Nhưng mà nói chung là ok, một lá hit tiếp theo. Hình như là ở đâu đó cũng là 100k thì phải anh em ạ. Giờ có 3 hit rồi. Hy vọng là anh em sẽ ủng hộ mình, anh em ạ, mua thẻ bài của mình trên Shopee cũng như là website để mình có bố trí mình đầu tư thêm một cái webcam nữa anh em ạ, web camera để các bạn có thể nhìn thấy mặt mình lúc lúc mình làm video anh em. Khá nhiều anh em nhỉ. Charizard. Charizard, Shroomish, Diploup, Sneasel, Gulling, Houndoom, Alcremie. Ok, một là Trainer Gallery thứ hai này. Trainer Gallery thì mình sẽ để dọc này em nhá. Nói chung là tí nữa hit nó ra liên thành xoạch ấy mà nó lại đầy ngay anh em. Cái playmat của Pokemon mãi mà chưa kiếm được anh em ạ, khổ lắm à. Tetana, Kupchu, Shins, Farfetch, Execute, Clefable, Flygon. Không có gì. Ok, chúng ta sẽ lấy một cái Charizard. Trong đầu lúc nào cũng có cái suy nghĩ là thôi để ra một cái booster box, một cái case của booster box anh em, để làm kỷ niệm về cái Brilliant Star. Thế nhưng mà không cưỡng lại được anh em, toàn thèm quá mở luôn. Snorun, Nosepass, Tetana, Kupchu, Shins, Berry, Magma Basin, Gold, ok. Magma Basin quá đẹp luôn anh em ạ, Gold, lại là Gold. Hit ổn nha anh em nhá, ổn, hoàn toàn ổn luôn cái tỷ lệ của nó. Nếu như cái tiến triển như thế này là tuyệt vời anh em ạ, tuyệt vời ông mặt trời. Shins, Farfetch, Execute, Grimer, Clefairy, Impidimp, Staraptor. Chimichou, Giblet, Tu, Trapinch, Piplup, Torterra, Grimmsnarl. Trapinch 1, 2, 3, 4, 5. Ôi giời, ôi giời, ôi hai luôn, hai hit luôn anh em ạ. Chúng ta có Urshifu, single. Bây giờ lại có
Rapid luôn, hai em luôn anh em nhá. Đấy, high gold, high black gold anh em, chả biết gọi nó như thế nào. Nói chung là một Shimin V-Star sẽ để đây anh em. Quá ngon lành, hai hit liên tục đấy anh em, hai hit liên tục. Ta sẽ đến với Arceus. Warline, Military, Shins, Impidim, Golat, Golurk, Garchomp. Ok. Burmy, Staryu, Karablast, Clefairy, Cherubi, Electabuzz. Mình bắt đầu bỏ cái thói quen của nghĩa là rút 4 pack ở sau xong đập nó lên rồi lại đoán energy rồi các bạn. Cái đấy mất thời gian quá nên là ui rồi, chết rồi, sorry. Chúng ta sẽ bỏ qua anh em ạ. Anh bảo bóc như thế này, bóc mỏi hết cả tay làm sao mà có thời gian đảo đi đảo lại đoán đau hết cả đầu luôn anh em. Snorun, no spot the den a cube chu shins vô ma đam này. Meltzeri, Karablast, Clefairy, Cherubi, Shaw, Cynthia, Ambition. Cynthia, Ambition. Staryu, Burmy, Shao, Cherubi, Riolu, Gloria, Boss Order. Mở này phê không em? Quá là nhiều pack luôn. Lúc hồi bé thì rất là mượt mong muốn mở ra được một pack thôi. Còn bây giờ thì mở ra một đống rồi. Jusku này, Grimer này, Shins, Beedorf này, Electabuzz, Haxorus này. Lucha, Trog, Magma, Saryu, Burmy, Manaphy. Ok, có lẽ là chúng ta đã phải mở rất là nhiều pack rồi đấy anh em ạ. Mà nó chưa ra một cái gì cả. Ý mình là nó phải là ít lớn thật sự anh em. Arceus đâu? Charizard đâu? Mình hy vọng là series này nó không kết thúc quá là tệ với mình. Whimsicott V. Ok, vừa nói xong thì nó cho một con Whimsicott anh em ạ. Thôi không sao. Có còn hơn không anh em ạ? Có còn hơn không? Tiếp nào. Staryu, Riolu, Starly, Meltzeri, Karablast, Flygon, Mewtwo, Brilliant Star.
Carablas, Buzel, Haruja, Troch, Bosso, Infernape. Infernape mình rất thích con khỉ, mình đã chắc là nói mấy lần với anh em rồi. Con khỉ này rất là đẹp anh em ạ. Infernape. Nói chung là nhìn nó chiến, mình lại rất thích những con Pokemon nó gọi là dạng chiến. Infernape này hay là Machamp này. Đấy. Rayquaza nhìn nó phải ngầu anh em ạ. Mấy cái con Pokemon mà nó cute, oh my que anh em. Mình không thích cho lắm. Carablast, Clefairy, Cherubi, Shaw, Corphish, Ace Goo. Charizard, where are you now? Spirit Bomb, Axel, Impidim, Magmar, Riolu, Tzinko. Bro, oh my god, oh my god, Burmy, Impidim, Staryu, Riolu, Starly, Double Turbo, Kingle V. À, có lẽ là video này nó sẽ kéo dài rất là lâu đây anh em ạ. Nó sẽ kéo dài rất là lâu. Nói chung là săn Charizard nó là một cái gì đó không dễ dàng anh em ạ. Charizard anh em. Nó là đứa con. Nó là doanh thu của Pokemon TCG mà anh em. Nó là một con giá trị cao, cao nhất của cao nhất và có giá trị nhất của cái thể loại thẻ bài này. Riolu này, Starly, Spirit Bomb, Pyro, Military, Riolu, Womadam. Thế nên là khó săn là phải rồi anh em ạ. Nhưng mà săn được ra thì chúng ta sẽ có một cái cảm giác gọi là chinh phục anh em. Nếu như mà chỉ bỏ tiền ra mua cái thẻ bài đấy thì easy anh em ạ, đơn giản hơn đan rổ. Shroomish, Piplup, Turekick, Sneasel, Killing, Nosepass và Moltres. Nhưng mà để mà chinh phục được ra ấy, mà để quay lại được video và nói chuyện với anh em như này, nó là một kỷ niệm. Nó là khoảnh khắc, nó là vô giá luôn anh em ạ. Cast form. Uấy. Anh em ơi, có cái gì lấp lánh nhé. Nice. Một là Charizard, hai là Arceus. Mình hy vọng nó là Charizard nha anh em ạ. Cast form. Chimchar, Baltoy, Axel, Nosepass, Charizard. Musicot, Javistar. Shit. Shit. Shit, why? Chưa anh em ạ, Charizard chưa đến với chúng ta. Thậm chí là Arceus. Đó là Whimsicott. Mã nữa. Là mình hồi hộp vãi cả trưởng ra. Farfetch, Execute, Grimer, Bidoof, Chimchar. Troch, Magmar, Staryu, Bormi, Shaw, Motim, Kalinglang. Anh em đợi chút cho mình sẽ sắp xếp mấy cái lá common, uncommon về rare sang một bên để chúng ta đi tiếp nào.
Tí nữa thì ra trò resort. À, nó cái màu nó Shin's Impedim Castle Chim Chart with Garchomp Energy Shit. Kibla, Turquin, Trapinch, Piplup, Shroomish, Ampelon, Cherens Cake. Cherens Cake. Mulat Trainer. Rainbow Rare. Thật ra thì nó cũng không có giá trị mấy đâu anh em ạ. Không hiểu sao cái Trainer dạo này ở Hyper Rare nó không có giá trị cao. Nó cũng nó không đẹp bằng cái không hyper rare là gọi là cái gì nhỉ anh em nhỉ, nói chung là cái ultra rare. Thế nhưng mà nói chung là cái màu mè thực tế nó đẹp hơn, kiểu dạng như thế này, kiểu dạng này chỉ dành cho Pokemon thôi anh em. Purloin, Military, Shins, Imperium, Golett, Starly và Lapras. Electabuzz, Chimchar, Giblet, Trapinch, Professor Research, Luminen V. À, nãy giờ mình cũng không để ý đến cái tỷ lệ nữa anh em ạ. Thế nhưng mà theo các bạn thấy thì ra được như thế này nó có phải là ok không anh em? Chưa, mình cũng thấy bình thường thôi chứ cũng chưa hẳn là đỉnh. Nói chung là các bạn đen thì có nếu chúng ta đen thì có khi là mở cái gì cũng trả ra ấy chứ anh em. Nói chung là thời chưa tới thì có mà cái sleeve nào nó cũng booster pack nào mà trả đen đúng không anh em. Cái này nó chỉ là nâng cao tỷ lệ thôi anh em ạ. Nói chung là học như kiểu là học thêm một khóa bổ túc cao về anh em. Còn thi được hay không nó là một vấn đề, thi được hay không nó là vấn đề anh em ạ. Grimer, Shins, Diduf, Electabuzz, Hawlucha, Luxio, Wormadam. Học tài thi phận đúng không anh em? Mặc dù là ông đỏ nhưng mà chắc gì ông đã mở ra được Charizard đấy. Chimecho, Giblet, Trapinch, Piplup, Giblet, Shaymin, Visar. Ôi sai ôi. Ok, cũng được anh em ạ. Tại sao lại cái Shaymin và Vimsicott thế này? Thôi được rồi, nó ra cũng được. Ít ra thì nó cũng ra anh em ạ. Vim, Shaymin, Visar. Vừa lấy thì nó đánh lừa bằng Vimsicott, Visar. Bây giờ là Shaymin anh em ạ. Chúng nó cứ đánh lừa mình như thế này là làm sao? Làm sao đấy? Golett, Chimchar, Chimchar, Mimikyu, Baltoy, Bulbasaur, Breloom. Đôi khi tiếng Anh của mình nó cũng củ chuối lắm anh em ạ. Meltzeri, Garablast, Clefairy, Cherubi, Mimikyu, Grimmsnarl. Có một điều mà mình cảm thấy nó băn khoăn nãy giờ. Mình mở cái sleeve pack của Whimsicott. Cái mã vạch của nó là 99809972.
8099 BI. À, cái này là cái thảo nào? Cái này là cái barcode của thùng này anh em nhé, có nghĩa là cái sleeve ở trong không nhất thiết nó phải giống ở ngoài. Mình cứ tưởng hai cái này nó phải giống nhau nhưng mà không phải. Nó sẽ có thể là khác nhau. No space này. Military. Quay 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 quay. Đây rồi. Arceus, ok. Cũng được, thế nhưng mà đừng có phải là Vim Seacode hay là Shamin. Am Charizard. Welcome to my home. Rosanne backup. Ok, I'm fine. Roxanne backup, I'm fine. I am fine. Charizard ơi, where are you now? Magmar, Staryu, Burmese, Shao, Cherubi, Vuamadam. Đấy anh em, một cái Hyper Rare và một cái lã. Đấy phải Hyper Rare. Mà mình cũng quên mất nó gọi bằng cách gì. Lã này chắc chắn là sẽ đẹp hơn rồi anh em. Đẹp trai vãi cả bìu, và cái này nó Hyper. Là đẹp qua hai Cheren Scare. Đâu, cái này của nó là Cheren Scare chứ quên mất. Đấy, đọc là Cheren Scare. Clefairy, Cherubi, Shock, Corphish, Golett, Snorun, Electrovile. Baltoy, Axel, Nosepass, Norun, Kaling, Electrovile, Haxorus, Cheren Scare. Hai em rồi đấy, một em Hyper Rare. Wait. Mimikyu VMAX. Ok, lá này hình như là nó có giá trị cao hơn bình thường anh em ạ. Mà mình quên mất bao nhiêu rồi, thế nhưng mà nó sẽ có giá trị cao hơn bình thường. Đẹp vãi cả trường ra. Mimikyu VMAX. Một lá Gallery Trainer đầu tiên mà mình mở được ở trong cái series này. Quên đấy anh em ạ. Karablast, Buzel, Haluchatro, Escavalier. Snorunt, Kling, Dedenne, Cube, Chudusku, Dusknoi. Mimikyu VMAX hình như là mình mở ra được một lần rồi, cái lá Gallery Trainer đấy anh em.
không nhớ rõ nữa, mình mở quá nhiều anh ạ, mở quá nhiều đâm ra là cũng không nhớ rõ. Nhưng mà vẫn chưa hài lòng anh em ạ, vẫn chưa hài lòng. Bây giờ mình mở mình vẫn chưa hài lòng cho lắm. 36 này, 369 này. Một booster box nó là Viron Dusky Sneasel Dwarfish Magmar Garchomp Vumada. Một booster box của 36. Hai booster box là 72. 72 nó bằng 4 booster box. Cái chỗ này là mình đang mở, nếu mà tính ra booster box là 4 anh em nhé. Shins Impidium Gaulat Gastform Chimchar Grimer Professor Research. Để xem anh em nhé, 4 booster pack thì chúng ta sẽ có được những cái gì. Hiện tại thì chưa hài lòng cho lắm anh em ạ. Staryu, Riolu, Starly, Miltary, Clefairy, Galing, Charizard. Ok anh em ạ. Nói chung là vui, vui vãi cả bìu ra. Ra được cái con Charizard có giá trị lớn nhất của cái series này. Mặc dù là cái con mình săn lùng là con Hyper Rare. Con mình săn lùng là Hyper Rare anh em ạ. Rainbow Rare, tuy nhiên mà nó lại ra Alternate Art. Con thứ hai mà mình mở được trong series này. Quá là đẹp luôn. À, Charizard. Cái sleeve của nó đâu rồi anh em nhỉ? Mình sẽ cho nó vào sleeve luôn anh em nhá. Pu chậm thì nó sướng hơn anh em ạ. Pu chậm thì nó ra nó sướng hơn như kiểu là nặn đấy anh em. Thế nhưng mà mở nhiều thế này mà pu thế thì đến bao giờ? À, mình vừa một cái đế. Mình vừa mới mua được một cái đế ở chỗ anh Duy. Anh Duy thì anh ấy thở cho mình cái con đế của PSA. Nên là cũng rất là ngon anh em đấy. Nhưng mà bây giờ là cái đế này nó hơi bị to quá. À đây, mình sẽ cho vào cái này. Cho vào cái top loader. Hy vọng là nó sẽ vừa vào cái đế anh em để cho nó đứng vững. Thế là nó không đúng anh ạ, nó vẫn cứ tụt lòi. Ok, cứ cho là như vậy đi, Charizard anh em nhá. Chúng ta đã pull được ra cái lá bài giá trị nhất của cái series này. Thế nhưng mà điều đó là chưa đủ anh em ạ. Ok, nó đứng rồi anh em. Thế mà nó cũng đứng được, điều đó là chưa đủ. Mình vẫn là muốn sở hữu được cái Hyper Rare. Hyper Rare là điều mà mình muốn, chứ không phải là Alternate Art V. Ok, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục săn lùng anh em nhá, cho đến khi ra Hyper Rare thì thôi. Lucha Buza Gibla Libard Alchemy. Lại bài này như là vẫn đang còn trị giá là tầm khoảng 5 triệu mấy anh em ạ, 5 triệu rưỡi thì phải. Trok này, Shroomish, Piplup, Fuk, Sneasel, Alchemy và Heatran. Alchemy. Một lá Gallery Trainer. Nó cảm giác mà mở được ra Charizard cũng vui vãi cả trường ở đây nha. Ít ra thì chúng ta có một cái gì đó. Nó đỡ đi anh em ạ, nó đỡ áp lực. Shins, Beedorf, Electabuzz, Hawlucha, Buzza, Gloria, Torterra. Một lá Trainer tiếp theo. À, Trainer ở series này hình như là nó không có giá trị cao cho lắm anh em ạ. Gloria này. Mặc dù là mấy nhân vật nó cũng cuteo phết đi.
bao toi snorun snow spas tetana cube cafe mas marine sprite. Ok, một cái hit lớn, cũng gọi là hit lớn này anh em ạ, marine sprite. Quên mất nãy bảo là trainer ở trong cái series này nó không có giá trị mấy, thì lại marine sprite là có giá trị anh em nhá, có giá trị cao. Ok, hiện tại thì tiến triển rất là tốt anh em ạ. Nếu như mà cái tình hình cứ tiến triển như thế này thì chúng ta sẽ từ bỏ booster box anh em nhá. Chúng ta sẽ quay ra mở những cái pack như thế này. Spirit Bomb này, Purlon Mutsuri, Shin Imperium, Golurk, Axorus. Bao toi Axel Nospa Snorund Kling Acerola Premush Premonition. Chắc vậy anh em ạ, một lá trainer tiếp theo có giá trị anh em ạ. Có giá trị. Có vẻ càng ngày càng nhiều hit anh em. Có vẻ là càng ngày chúng ta càng nhiều hit rồi. Magmar, Spirit Bomb, Burmy, Imperium, Staryu, Fraxura, Empoleon, Hollow Rare. Còn nhiều pack phết anh em nhỉ. Chimchar, Baltoy, Axel, Nosepass, Snorun, Grimmsnarr, Magmortar. Cherubi, Shulk, Corphish, Chimchar, Chimchar, Womadam, Infinite. Golat, Chimcho, Chimchar, Mimico, Baltoy, Jolteon và Mark. Jolteon vừa rồi gọi là Flareon, rồi bây giờ là có Jolteon anh em ạ. Đẹp phết anh em. Đẹp phết anh em ạ, Jolteon. Những cái lá mà Pokemon Trainer Gallery như thế này chạy khá là nhanh, nên là nhưng mà anh em nào thích thì có thể mua luôn anh em ạ, tại vì nó không có nhiều. Buzel, Gible, Trapinch, Execute, Starly, Vaporeon. Ok, có Vaporeon, có Jolteon, có Flareon, có hết rồi anh em ạ. Chúng ta đã có hết rồi. Quá tuyệt vời cho cái booster box này luôn. Shroomish này, Purloin, Piplup, Turk. À, mình vừa nói booster box này anh em, quên mất đấy. Quá tuyệt vời cho cái booster pack này anh em ạ. Sleeve pack. Electabuzz,
Mình cứ tưởng là hít, định kéo kéo ra một tí để nặn anh em cho nó vui ấy. Nhưng mà nó lại là toạch em ạ. Staryu này, Arabras, Clefairy, Cherubi, Shock, Ultra Pol, Raichu V. Đẹp không anh em? Quá là đẹp. Raichu V. Karablast, Clefairy, Cherubi, Shock, Corphish, Golat, Infinite. Còn nhiều quá anh em ạ. Farfetch, Execute, Grimer, Sneaslow, Cờ Linh, Cờ Lăng. Và cũng là Cờ Linh, Cờ Lăng luôn anh em ạ. Làm sao mà chúng nó có thể, làm sao mà nhà phát hành nó có thể phối hai con giống nhau, một con lấp lánh và một con không lấp lánh. Axel, Impidim, Magmar, Riolu, Burmy, Alcremie, Arceus V. Arceus V anh em. Chúng ta có Arceus V. Marine Sprite. Drusku, Sneas, wait. À không phải hit anh em ạ. Không phải hit. Sarmi. Grimer, Sneasel, Bidoof, Electabuzz, Chimchou, Wild, Womadam. Còn nhiều quá anh em ơi, còn nhiều booster pack quá. Nói chung là chúng ta cũng tận hưởng. Đây là có lẽ là cái series cuối cùng rồi. Hy vọng là nó sẽ ra được Hyper Rare Charizard. Executor. Series cuối cùng rồi anh em ạ. À đâu, video của cái series cuối cùng của mình. Mình sẽ không mở Brilliant Star nữa. Riolu này, Starly, Spirit Bomb, Purloin, Mercury, Alcremie, Womadam. Có khi nào nó ra được hai Charizard V Alternate Art không anh em nhỉ? Shins, mình không tin điều đó anh em ạ. Mình Farfetch, Execute, Grimer, Clefairy, Spirit Bomb, Entei V. Một con Pokemon mình khá là thích, nó đẹp lắm anh em ạ. Entei. Halucha, Buzel, Yibla, Trapinch, Fresh Water Set và Mimikyu. Vẫn là hit, ok, anh em liên tục hit.
nó nhiều hit phết đấy anh em ạ. Nếu như mà nãy giờ các bạn có để ý ấy, thì chúng ta chỉ đang mở xung quanh ở đâu đó là 4 booster box mà hit ra nhiều phết. Pip loop này, Snizzle, Gurling, Spirit Bomb, Absorcer Promotion. Vậy anh em ạ, nó sẽ có một cái gì đó bởi vì nó rất là zip. Burmy, Imperium Staryu, Riolu, Starly, Oranguruva, Raichu. Ok, mình biết ngay mà nó zip mà anh em. Nhưng mà không nghĩ là nó là Raichu. Mà đúng thật, những cái thẻ mà Uchara cái kiểu như thế này này, nó rất là zip anh em ạ. Mà nó rất dễ là bị xước hỏng cái condition của nó, thế nên là anh em làm sao mà phải giữ thật tốt anh em ạ. Nó hay bị bung những cái góc cạnh của nó ra em. Shins, Farfetch, Execute, Grimer, Clefairy, Vaporeon, Flygon. Ok, nó cứ ra nhiều cái lá Gallery Trainer là mình vui nhỉ. Chỉ cần thế thôi, cần gì phải nhiều. Baltoy, Snorun, Nosepass, Dedenne, Kyuubchu, Axel. Baltoy, Snorun, Nosepass, Dedenne, Groot, Empelon V. Trapinch này, Execute, Sari, Shroomish, Piplup, Tropius, Womadam. Womadam, cái câu này mình đọc rất là nhiều rồi anh em. Chán với nó lắm rồi. Corphish, Golat, Chimchar, Chimchar, Mim, Urshifu, Tornadus. Ok, một lá A Single Strike, Urshifu VMAX nữa cũng được anh em ạ. Ít ra chúng nó cũng là đen và vàng, nó đẹp phết, nó khác bình thường. Cherubi, Shang, Corphish, Golat, Chimcho, Octillery, Lumanian. Ôi, anh em thấy không, nãy giờ là mình cũng không nói cái gì cả, nhưng mà vì với lại Trainer Gallery ra liên tục luôn. Tí nữa mình sẽ hạ cái màn hình xuống anh em nhé, để cho chiếu thẳng vào đây. Tại vì pack cũng sắp hết rồi. Dusku, Snizzle, Corphish, Magmar, Spirit Bomb, Collapse Stadium. Shroomish, Purloin, Dusku, Snizzle, Corphish, Cyndia, Ambition, Haxorus. Ấy, à, people anh em ạ.
vì lỡ tay bị trượt mất rồi. Không sao. Electrovire. Mở bên đây đi, bên đây chưa mở anh em ạ. Farfetch này, Execute Grimer này, Clefairy, Beedorf này, Algrammy, Excuse. Hit one top green snare. Hơi bị mỏi tay rồi đấy anh em ạ, hơi bị mỏi tay, quá nhiều rồi, mở hơi quá nhiều rồi. Mình sắp xếp lại một tí anh em ạ, những cái đề bài common với uncommon này. Ok, tiếp tục này anh em ạ, tiếp tục. Shins này, Farfetch, Execute, Grimer, Clefairy, Mark. Vẫn là Mark. Mimico, Baltoise, Nuru, Nosepass, Military, Berry, Shaymin V. Shaymin V, thêm một lá V nữa anh em ơi. Mình sẽ đá xuống một tí anh em nhá, để cho các bạn nhìn thấy dễ nhìn hơn. Ok. Ok rồi anh em ạ, chúng ta đã có vị trí, thêm vị trí để các bạn có thể nhìn thấy. Mình sẽ lá hit. Baltoy, Snorun, Nosepass, Dedenne, Kyuchu, Haluga, Harai, Pikachu V, anh em ạ. Pikachu V, Full Art, đẹp chứ anh em. Quá là đẹp. Hit anh em ạ, hit lớn đấy anh em. Không phải là bé đâu anh em. Swarm, Trox, Shroomish, Piplup, Lucario. Gloria thứ hai anh em ạ. Sao mà lắm thế này? Lại thêm một em Gloria nữa, bảo sao giá nó cứ tụt là vậy anh em, ra quá nhiều Gloria, những cái lá trainer. Kiplet, Trapinch, Gaston, Trox, Shroomish, Magmortar. Corphish, Golat, Chimchar, Mimico, Groudon, Lucario.
Execute Grimer's little bit of I like that was put on one madam. Lại là one madam. Da-da-na-na, keep you to school, far-fetch, execute, tropius, boss order, boss order. Haucha, Buzel, Gibla, Trapinch, execute, magma basin, Vagarcham. Tôi có bị lộ mất rồi anh em ạ, bị toạch mất, mình chưa kịp mở nó ra thì nó bị lộ mất rồi. Electables, Palucha, Buzel, Giblet, Trapinch, Axel, và Drampavi. Drampavi nè. À, thử bên đây đi anh em ạ. Bên kia nó toạch quá. Tầm giờ này mà chưa ra được cái Hyper Charizard là cũng hơi bị căng đấy anh em ạ. Grimer này, Clefairy, Beedrill, Electabuzz, Hawlucha, Vaporeon, Empaleon V. Ok, thêm một lá Vaporeon nữa, hình như là 3 Vaporeon rồi anh em ạ. 3 Vaporeon rồi. Nói chung là càng nhiều càng tốt, bởi vì sẽ một thời gian rất là lâu nữa thì mình mới restock lại những cái thẻ bài của cái series này. Goldfish này, Golat, Chimchou, Chimchar, Mimico, Castform và Excalibur. Military, Kupchu, Dedene, Farfetch, Tusku, Dracovish V. Execute Grimer, Sneasel, Bidoof, Electabuzz, Grimmsnarl, Lucario. Khá là nhiều Lucario Holo Rare rồi anh em. Nãy giờ ra liên tục ấy. Sneasel, Beedrill, Electabuzz, Chimchou, Giblet. Flygon. Tetana, Kyuchu, Shins, Farfetch, Execute, Staryu, Manaphy. Ôi mỏi tay quá anh em ơi, mỏi tay quá. Mở nhiều quá ra mỏi tay anh ạ. Với lại mở cái pack này nó cũng chưa quen. Lần đầu mở thì nó phải xé một cái ra, xong rồi mở một cái nữa đâm ra là nó phải x2 lần mở anh em.
Quách. Nó là cái gì đây anh em? Nó không phải Charizard anh em ạ. Nó cũng không phải là Rainbow Rare, nó là một cái lá vi gì đấy, Arceus Visa đấy. À đúng rồi, nó cũng có viên này. Viên của nó viên ít anh em ạ. Thảo nào mình tìm thấy nó cứ lạ lạ. Chúng ta có Arceus Visa đây anh em nhá. Chúng ta có Arceus Visa. À. Ok. Tiếp. À. Pichu Dedenne Farfetch'd to school và Mark. Cái camera nó không zoom hẳn được luôn anh em ạ. Nó cứ phải một lúc thì nó mới focus được vào cái độ chính xác của cái pack. Sneasel, Corphish, Magmar, Spirit Bomb, Burmy, Luxio và Torterra. Không biết là liệu Charizard không anh em? Liệu còn có Charizard nữa không? Farfetch, Tuskull, Grimer, Shin, Speedoff, Castform và Magmortar. Lại còn không lấp lánh nữa anh em ạ. Lại còn không lấp lánh nữa. Trapinch, Diplup, Shroomish, Purloin, Duskull, Choice Belt. Bỏ ra đây một ít cho nó dễ lấy anh em ạ. Bỏ ra đây một ít cho nó dễ lấy. The Danan Keep shoot to school Farfetch'd execute Golett. Beedrill, Electabuzz, Lucha, Buizel, Gible, Jolteon và Dusknoi. À, chưa ra anh em ơi, chưa ra. Sắp hết pack rồi mà nó chưa ra là sao? Cơ linh cơ lăng. Shins, Farfetch, Execute, Grimer, Clefairy, Collapse Stadium. Collapse Stadium anh em ạ. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 pack anh em nhé. Let's go. Chúng ta sẽ không còn đến nữa. Một booster box ở đâu anh em? Đi đến những cái giai đoạn cuối cùng căng thẳng luôn về cái con Hyper Charizard này. Cafe Master.
chim char bao toy axel nose pass noron pro pa 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 simisir simisir Military Shins Impedium Gauntlet Cast from Both Helmet Tornadus. Cherubi để anh em Riolusar Lee Spirit Bomb Puyrolon Galang. Và Boss Order căng đấy anh em ạ. Tình hình là chúng ta đang rút ngắn lại cái khoảng cách của booster pack còn lại, và hiện tại thì vẫn chưa có một cái hit nào gọi là kinh khủng lớn cả. Kyubushudusku Farfetch Execute Grimer Urshifu Raichu V. Ok, kéo lại được một ít anh em nhá, kéo lại được một ít. Ui rồi, ui hai em nọ hai em kia luôn anh em ạ. Tí nữa mình sẽ show lại cho anh em xem, chúng ta tí nữa sẽ có cái kết thúc cái show lại cho anh em xem mình mở được những cái gì. Tiếp nào, Chimchar, Miminko, Baltoy, Snorun, Nosepass, Rose, Backup, Luxray. Grimer, Clefairy, Execute, Grimer, Snizzle, Kyubushu, Staraptor, Staraptor. Karablast, Clefairy, Cherubi, Shao, Corphish. Ui! Nhiều nhờ anh em nhờ, nhiều cái kiểu dạng đen đỏ đen vàng này anh em. Sợ thế nhở, nhìn này. Riolu, Starly, Spirit Bomb, Puyrolon, Military, Marine Sprite. Ok, chúng ta đã hết 10 pack rồi anh em nhé, chúng ta đã hết 10 pack và căng thẳng quá. Nosepass, Norun, Kaling, Dedana, Kyubushu, Karablast, Wormadam. Hai, bốn, năm này. Hai, bốn, sáu này, 11 này. 12, 13 này. 14, 15, 16, 17, 17 pack nữa anh em ạ. Chúng ta sẽ lại kéo xuống một tí anh em nhé. Kéo xuống một tí, còn 17 pack nữa thôi. Cái này thì mình sẽ di xuống một tí anh em ạ. Đấy. Tại vì để cho anh em nhìn thấy con Charizard. Di xuống tí nữa nhỉ. Charizard đây anh em ạ. Đấy. Sợi quá là đẹp. Này thì bỏ ra đấy, nó hơi bị xiên xẹo đúng không em, cái chỗ vi này nó nhiều lá quá, đến lúc cho vào nó hơi bị xiên xẹo một tí. Rồi chuyển tiếp thôi anh em, còn mười mấy pack cuối cùng chúng ta sẽ hy vọng anh em nha, hy vọng. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, Parachute Skinker. Một, hai này.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 và mười mấy pack, mười mấy thẻ trong đây. Bảo tôi. Khó này nha, bạn mình nghĩ là khó ra. Không ra được ấy. Chimecho Chimchar miming của bao tuổi Snorun Escavalier. Corfish này, Golat, Chimcho, Chimchar, Mimingo, Franz Galar, Professor Research. Snorun Nose Pass Military Cube Chu Dead End Yitran và Luxray. Thề luôn với anh em ạ, đến cái tầm này là mỏi tay chán lắm rồi đấy. Chưa mở được ra cái con Hyper Rare. Hit thì cũng khá là nhiều đấy anh em. Nhiều. Nhiều phết đấy. Được cái là con Charizard V Alternate Art này nó được nó kéo lại. Bidoof, Electabuzz, Chimchar, Giblat, Viking, Duskinoid, Lucario. Tiếp tục một lá hit bé anh em, tiếp tục một lá hit bé ạ. Chimchar, Mingo, Baltoy, Snorun, Nosepass, Kibushu, Lapras. Gling, Spirit Bomb, Axel, Impidi, Magmar, Breloom, Garchomp, Charizard, Cynthia Ambition. Mimikyu VMAX, ui Mimikyu VMAX thứ hai này anh em này, trong video ngày hôm nay này. Mimikyu VMAX con này mình khá tò mò, hình như là nó cũng phải có giá trị trên 500 mấy anh em, đẹp nữa chứ. Không nghĩ là nó sẽ lại ra tiếp tục nữa cơ. Mimikyu VMAX. Tiếp. Mimikyu VMAX nữa. Lắm thế nhỉ. Lại thêm một em VMAX nữa để đâu ta? Để đây đi. Để đây anh em nhá. Để đây. Dù sao cũng sắp hết rồi. Chúng ta bây giờ chỉ có Charizard nữa thôi. Quá nhiều Vaporeon, quá nhiều Mimikyu. Quá nhiều Voltorb nữa. Voltorb các hệ. Alucha, Buzel, Giblet, Rapinch, Fastform, Lapras.
Miltri, Carablas, Clefairy, Cherubish, Clefable, Arceus V, Full Art. Ok, một là cũng có giá trị cao. Mình nhớ không nhầm là cũng phải 500 mấy anh em ạ. Con này thì cứ để tạm đây đi để cho anh em thấy. À, ok. Miltary, Karablas, Clefairy, Cherubish, Heatran và Haxorus. Bermine, Impidimt, Sariu, Riolu, Sarli, Gabite, Professor, Research. Sắp hết pack rồi anh em ơi. Mà đâu sắp hết đâu, còn mỗi hai pack cuối cùng thôi. Không biết là có ra hay không đây. Hay là lại là last pack. Có magic. Baltoy, Axel, Nosepass, Norun, Killing, Tornadus. Kling, Spirit Bomb, Axel, Impidim, Magmar, Starly. Ok, last pack không có magic anh em ạ. Đây là tất cả những gì mà mình mở được ra trong video ngày hôm nay. Về tổng kết thì mình cũng không biết là lỗ hay là lãi nha anh em. Theo anh em không biết là thế nào. 144 pack. Riêng một cái box của nó, à một cái thùng của nó có 144 pack. Thì đây là tất cả những gì mà mình mở ra được. Lá bài giá trị nhất ở trong cái series này thì cũng đã ra rồi anh em ạ. Charizard V Alternate Art. Trong đây thì có con Charizard với con Venusaur. Rất là đẹp anh em ạ. Nó có trị giá hình như là mình nhớ không nhầm là tầm khoảng 5 triệu năm thì phải. Vẫn đang còn 5 triệu năm. Và nếu mà đánh giá PSA 10 thì tầm khoảng rơi vào tầm khoảng 10 mấy triệu, 15 triệu thì phải. Gấp 3 lần anh em nhé. Gấp 3 lần. Tiếp theo là... Ở đây. Tiếp theo là gì nhỉ? Đây mình cho anh em xem cái lũ đen của mình này. Đấy. Ui. Một màu đen và một màu vàng ấy. Đẹp không anh em? Hai hai ở đâu ba luôn đấy chứ. Ba rapid và hai single. Đấy anh em ạ, và một magma basin là 5 lá, 6 lá. Đây là những trainer mà mình mở ra được này, Cafe Master, Gloria, Acerola, Marine Sprite, Gloria, Roxanne Backup, Cherenscare. Đấy, cứ để tạm đây, để nhẹ không sao cả đâu anh em ạ. Arceus V, Mimikyu V Max này. Tí nữa mình sẽ cho về slip hết anh em. Để show cho anh em xem thôi. Arceus Vista này, Shaymin Vista này, Pimsicott Vista này, Shaymin Vista này. Đây là lũ V và V Max. Nói chung là V và V Max thì chắc anh em cũng không lạ gì những cái series này rồi, các bạn cũng trích rồi. Simisear này, Raichu này, Simisear V này, Dracovish này, Drampa, Pikachu, Shaymin, Luminen, Raichu, Mimikyu, Entei, Arceus, Raichu, Luminen, Kingler, Vimsicott V. Và đây là những cái lá Gallery Trainer mà mình rất là thích. Nói chung là thích Mimikyu VMAX này, Tuscanoid này, Jolteon này, Vaporeon này, Octillery này, Vaporeon này, Oranguru, Vaporeon, Jolteon, Alcremie, Tuscanoid, Mimikyu VMAX, Houndoom, Flareon. Không biết là các bạn đánh giá như thế nào anh em? 144 pack liệu như thế này nó có gọi là may mắn hay không? Thì có gì mình sẽ phải check lại anh em ạ. Nói chung là hôm nay thì thành công được một phần thôi. Lá bài giá trị nhất vẫn là con Charizard V Alternate Art. Nhưng mà mình đang tìm con Hyper Rare nhưng mà tiếc là nó không ra.
Thế nhưng mà không sao cả, dù sao thì nó cũng ra được một trong hai con có giá nhất ở series thì nó cũng kéo lại được một chút anh em ạ. Mình cũng không biết nói gì hơn nữa, cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video này của mình và xin hẹn gặp các bạn ở những video clip sau.